Tình hình mới nhất, tình hình sức khỏe của em Đạt gửi tới tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Tình hình sáng hôm nay ngày 9 tháng 5, sức khỏe của em Đạt mới nhất để gửi tới tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại cũng thông báo mọi người luôn, đó là tình hình sức khỏe của em Đạt, nam sinh lớp 8 bị ba cha con đó ý đông coi như là làm cho con bé, làm cho thằng bé bây giờ tới giờ phút này là gần 2 tháng nay là vẫn chưa hề có một cái tông tích gì về, coi như là hôm nay người mẹ của bé em Đạt đã chia sẻ cái thông tin này đến em là thầy giáo ở gần nhà của em Đạt đây, chào bà con cô bác nhá. Thì hiện tại trên mạng trước khi chia sẻ về tình hình của em Đạt, em cũng xin chia sẻ với mọi người đó là rất là nhiều cái trang fanpage đã lấy video hình ảnh của em để coi như là đăng tải những thông tin không đúng sự thật, chế này chế kia. Còn thực sự là em rất là mong muốn coi như là em Đạt tỉnh lại nha bà con cô bác. Nhưng mà rất là nhiều trang fanpage lấy cái video viral của em đăng rất là nhiều trang với cái thông tin không đúng sự thật. Cái trang này duy nhất trang này là uy tín nha bà con cô bác. Đó thì em là thầy giáo cũng xin chia sẻ mọi người những cái thông tin sau đây. Đó là hiện tại cái lúc đầu cho nhà chia sẻ video để lại bình luận nhé, lời chúc cầu nguyện cho em Đạt. Tình trạng sức khỏe ngày hôm Đạt ngày hôm nay này, thì em mở cho cả nhà xem. Đây ạ. Hôm nay tay của em đã hồng hào trở lại nhá bà con cô bác. Tay của em Đạt đã hồng hào trở lại, trắng trẻo và có dấu hiệu của như hồi sinh. Hiện tại là ba cái dây truyền nước vô mũi miệng và vào mà hai cái vô miệng, một cái vô mũi nha cả nhà. Đấy. Phải nói mọi người là tầm này là tầm 10 giờ trưa thì sáng nay người mẹ của em Đạt cũng đã nói. Người mẹ cũng đã chia sẻ là em ấy đang tích cực, coi như là có chuyển biến tích cực. Lúc đầu là cái đôi mắt của em Đạt ấy nó bị coi như là tưởng chừng như là không mở ra được. Nói chung là bị dị ứng ánh sáng cả nhà. Nhưng mà về sau này thì ngày hôm qua nghe tin rằng là em đã mở hí hí được rồi. Mở mắt hí hí ra. Mở mắt nói chung là có dấu hiệu tích cực. Đó. Mở mắt mà cứ nheo này là cả nhà. Nếu mà em Đạt tầm vài ngày nữa mà trộm vía, tầm vài ngày nữa mà em Đạt mà mở mắt to thì chắc chắn mọi người luôn, chỉ cần mở mắt to rõ bình thường như bao người là khả năng em Đạt sẽ hồi phục nha cả nhà, sẽ hồi phục trong thời gian sớm nhất là 1 tháng. Còn bác sĩ nói rằng là nếu mà em Đạt khó mở mắt cũng như là cử động mà còn khó khăn ấy thì ít nhất phải 2-3 tháng. Nhưng mà tới giờ phút này thì cái tay của em Đạt ấy cả nhà, cái tay của em Đạt vẫn để như vậy, vẫn nhấc sơ sơ, chưa thể nhấc lên như vậy được, chưa thể nhấc lên cao được đấy. Mà em không hiểu 2 tháng này rồi, cái sự việc mà ba cha con kia làm với em Đạt ấy, nam sinh lớp 8 ấy, 3 tháng này rồi mà không hiểu tại sao cái tay của em nó không thể cử động mà mạnh thế này hay là cái gì này được. Nói chung là khó cả nhà ơi. Một cái cây, một cái lá nếu mà 1-2 tháng là nó cũng sẽ hồi sinh, mà sao em Đạt khó quá cả nhà. Em cũng đang lo lắng đây. Thì các bạn trong lớp thì vẫn đang yêu quý, yêu thương và luôn luôn là đồng hành và ủng hộ cho em Đạt. Hàng ngày có 2 bạn, bữa qua nay là có vài ba bạn tới thăm em Đạt rồi, tới thăm được rồi nha cả nhà. Ai cũng đều thương mà, thương em Đạt lắm. Chưa kể là thầy giáo, cô giáo khắp nơi đã trao những cái yêu thương bằng những cái món quà động viên tinh thần như là con hạc giấy. Đấy. Nếu mà em Đạt chỉ cần nghe được, cười được, nói được, mở mắt được thì cái việc đó là đồng nghĩa với việc là bình phục nha cả nhà. Là hiện tại ấy, chia sẻ mọi người luôn đó là tình hình về bác ruột và người mẹ. Bác ruột và người mẹ hiện tại bây giờ đang
cực kỳ là lo lắng rất nhiều. Ốm xanh xao gầy còm rồi cả nhà, xanh xao gầy còm rồi. Hy vọng là hai bác của em Đạt, nam sinh lớp 8, và người mẹ sẽ gọi là có sức khỏe để tiếp tục lo cho em Đạt. Sau hai bác và người mẹ thì có rất là đông đảo khán giả luôn yêu thương và ủng hộ cho hai người. Cứ lấy em Đạt làm nguồn động lực sống thôi cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là cái tình hình về hiện tại thì mỗi ngày em là thầy giáo của em Đạt, thì mỗi ngày em chỉ có ra một clip đến hai clip thôi nhá cả nhà. Một hai clip đến hai clip để chia sẻ mọi người về tình hình sức khỏe của em Đạt thôi, còn lại em không có ra nhiều, không có câu like câu view cả nhà ơi. Thì chia sẻ mọi người là bây giờ hiện tại là em Đạt cũng nghe đâu là hết sốt rồi, không còn sốt nữa. Đó. Hiện tại là bây giờ cái căn phòng bệnh đó là người mẹ lo, người mẹ của em Đạt lo, là với lại không có cho ba cái cha con nhà kia vào thăm, không cho người lạ vào thăm nha, không cho người lạ mà đáng nghi vào thăm. Tại vì sao? Tại vì cái bản án dành cho Cổng Minh cao hay thấp là do em Đạt có bình phục hay không. Nói chung là theo thượng tôn pháp luật của Việt Nam, tất cả mọi người đều tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam thôi cả nhà. Đúng người đúng tội. Ba cha con kia thì phải nói mọi người là cũng chỉ mong là em Đạt sớm bình phục thôi. Còn nếu mà em Đạt mà không may mà ấy thì cái án cho bạn Minh này rất là nặng cả nhà. Còn chưa kể là cái việc đồng phạm của người cha nữa, chưa truy xét đến cái vấn đề đồng phạm của người cha nữa cả nhà. Đấy, nó rất là nhiều cái câu chuyện ở đằng sau. Thì ai mà chẳng muốn là con em của chúng ta đi học đi hành không bị các bạn trong lớp thế này thế kia, đúng không ạ? Bạn bè con gái của chúng ta lớp 7, lớp 8 này kia, rồi đi học đi hành rồi thầy thương yêu cô bạn mến, đúng không? Ngay cả mọi người cũng vậy. Các phụ huynh nào mà có con em ở cấp 2, cấp 3, lớp 7, lớp 8 mà bị như vậy thì cả nhà thấy sao? Chia sẻ mạnh mẽ lên để con em chúng ta không có những cái trường hợp như vậy nữa. Ở học đường mà như vậy phải làm sao? Đấy. Nên là ai thì có con em chúng ta ở cái độ tuổi đó thì mới hiểu được thôi, mới hiểu được thấu được cái nỗi đau thương mất mát thôi cả nhà. Và cũng chia sẻ mọi người là cái sân bóng rổ đó là cái sân bóng rổ mà nơi em Đạt ấy nằm á, thì sân bóng rổ đó là không có camera, không có trích xuất được camera nha cả nhà, không có camera. Nếu mà có camera là càng hay rồi, nếu mà có camera thì tuyệt vời rồi, nhưng mà đây không có camera. Đấy, nếu có camera thì dễ, chúng ta sẽ chứng kiến được tất cả những cái cảnh em Đạt thế này thế kia, phải không? Chứng kiến được những cái cảnh đó thì mới không bỏ lọt tội phạm được. Bây giờ không trích xuất được cái camera thì chúng ta không thể nào nhìn thấy được người cha của bạn Minh, người cha của thằng bé đứng chống nạnh, hay là khoanh tay, hay là đứng cổ vũ, hay là đứng nhìn, hay là đứng hay là trực tiếp tham gia vào luôn. Không biết là bây giờ là có biết ăn năn hối cải hay chưa, không biết là bây giờ là ba cha con này ăn năn hối cải hay chưa. Quá khờ. Đấy, bà con các bác chia sẻ mạnh mẽ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người yêu thương mà tin tưởng thì mọi người đừng quên ủng hộ một like và share. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.